xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Cả nhà ơi, thì hôm nay mình đi với chồng mình đến một thành phố có hơn 200 năm tuổi nha cả nhà. Thành phố này có tên là thành phố Mauá. Thành phố này nằm ở trên núi rất là cao, thời tiết thì cũng không có lạnh mấy như ở nhà trên núi mà mình ở, nhưng mà nó cũng hơi se se lạnh á. Thì cái không khí của nó giống như Đà Lạt. Hôm nay mình sẽ quay một vài cảnh ở thành phố này cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà đi cùng với mình. Cây này là cây khóm đó. Khóm này là khóm rừng có trái nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy có trái không? Ở đây có một trái mà chim nó ăn rồi nè. Trái khóm này ăn nó không có ngon bằng cái khóm của mình cả nhà ơi. Nó ngọt thì ngọt thiệt á, nhưng mà nó ăn nó có hột. Nó có mấy hột đen đen, ăn khó ăn lắm. Ăn phải lừa hột nó mất thời gian lắm. Nhưng mà nó ngọt cả nhà. Chỗ mà mình đang đứng hiện tại là đất của chồng mình đó cả nhà. Có rất là nhiều cây thông. Đất của chồng mình nhiều cây thông lắm luôn á. Thì mấy cây thông này nó ra hạt, nó sẽ rụng hạt phi nhông á cả nhà. Đây nè, mấy cây thông để nó rụng hạt nhiều lắm đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà thấy không, đây nè nó rụng nè, hạt nè. Cái này là mình lười lụm nha, chứ mà mình lụm tải lắm là cũng phải được hơn 10 kg á. Người ta lụm hạt này nè cả nhà, người ta bán cho siêu thị á, hơn một mùa thôi á là khoảng 20 triệu á, được 20 triệu tiền Việt á cả nhà. Mà đi lụm đâu có bao nhiêu ngày đâu. Cái này dễ lụm lắm mà lụm rất là nhanh nữa. Nè, đất của chồng mình trồng nhiều lắm. Mát ghê lắm cả nhà. Đất của chồng mình mát lắm cả nhà. Cái này mà xây dựng một cái căn nhà gỗ ở mấy bên đồi đó đó. Nhà bằng gỗ á. Xong cái chiều cái mấy cái thông này nè. Mắc cái võng nằm. Mắc rượi luôn. Đó cả nhà thấy không? Chồng mình đang thuê người cắt cỏ hết trên đất luôn á. Đây nè, rụng nè cả nhà. Đây nè, mình đi sơ sơ mà mình đã lụm được nhiêu đây rồi cả nhà nghĩ đi. Nếu mà chịu khó mà cả nhà lụm á là được mấy chục ký luôn chứ không ít đâu nha. Xe chồng mình đang chạy đó. Hôm nay á, hai vợ chồng mình gửi Sam cho bà nội xe coi. Bà nội giữ Sam. Rồi hai vợ chồng mình đi lên đây coi người ta cắt cỏ như thế nào á. Tại vì cỏ là mọi người phải cắt chứ, để thôi nhiều khi mình đi á, có rắn cả nhà. Đẹp không? Này không phải cây nào nó cũng ra hạt nha cả nhà. Cây cái thì nó mới ra hạt, còn cây đực thì nó không có hạt đâu nha. Hồi đó mình không có biết, mình tưởng cây nào nó cũng ra hạt hết, nhưng mà chồng mình nó không phải. Cây đực thì nó không có ra hạt, mà cây cái thì nó mới ra hạt. Ngộ ha. Mình cũng nghe qua đây và chồng mình nói mình mới biết luôn á. Cây này cây hồng á cả nhà. Tiếng Bồ Đào Nha là kaki á. Đó, cây hồng đó. Nhưng mà mình đi lúc này nó không có trái cả nhà ơi. Hôm bữa chồng mình lên thì nó có trái mà cao quá, cái chồng mình không có hái được. Cây hồng nè nhiều lắm. Một chục gốc có luôn á. Tới mổ ha, chim nó bu đầy lên nó ăn á. Đây nữa nè, bên đây có một cây nữa nè. Đó. Nó chuyển rồi đó. Hết mùa của nó rồi bắt đầu thay lá đó cả nhà. Lá nó chuyển sang màu cam á, rồi bắt đầu rụng hết luôn. Đây đẹp lắm cả nhà ơi, mình khoái cái khung cảnh trên đây, mát gì đâu luôn á. Ánh nắng lấp loá.
mình đang đi vô trung tâm thì của thành phố này nha. Ơi, cậu này giống cái cậu khỉ mà mọi người, mình đi thì mình sợ quá cả nhà ơi. Cậu này gọi là cầu dây á. Đây, ở phía dưới là suối nè. Suối này có thể tắm được luôn cả nhà. Nước rất là sạch nha. Đẹp quá à. Mà mình đi tới đây cái mình sợ quá nha, rụt tay quá. Cả nhà thấy đẹp không? Cái cầu dây. Mình đi mình sợ quá cả nhà ơi, chắc mình quay vô quá cả nhà ơi. À, mình sợ độ cao. Mình đi vô lại cả nhà ơi. Bây giờ là mình sẽ đi bộ một vòng ở thành phố này cho cả nhà xem nha. Thành phố này nhỏ xíu à. Thành phố này là thành phố mà từ thời ông cố của mình sống tới bây giờ cả nhà. Cái chỗ này là sân bóng. Phía bên xa xa kia là trường học. Cái thành phố này nó xây dựng từ khá là lâu rồi đó, hơn 200 năm rồi, nên là cả nhà biết không, có những cái ngôi nhà rất là cổ. Để mình đi vô thêm một tí xíu nữa cả nhà sẽ thấy rõ luôn á. Nhà ở đây giống như là một cái điểm du lịch đó. Người dân ở thành phố khác họ hay tới lắm đây cả nhà. Đây. Nhà gỗ này có từ lâu lắm rồi nha. Đẹp không cả nhà? Màu sắc. Ôi. Ôi, cái nhà này là bằng tre nha cả nhà ơi. Mình không biết đây là gì nữa. À, mình nhớ rồi. Cái chỗ này là bán đồ lưu niệm á cả nhà. Với lại cái chỗ đó là cái quán cà phê. Hồi đó mình có vô đây rồi, nhưng mà chắc hôm nay ngày thứ hai nên họ đóng cửa đó. Đây là cái nhà này có từ rất lâu rồi nè. Đây là nhà hàng. Quán kem. Có con đường đi vô nữa. À, mình có cái con đường này đi vô bờ suối hồi nãy á, mình quay cho cả nhà xem á. Nhà này đóng cửa luôn rồi. Chắc tại hôm nay ngày thứ hai cả nhà ơi. Chứ ngày cuối tuần rồi, cả nhà thấy ở đây nhộn nhịp lắm. Đó, nhà đó là lâu lắm rồi đó. Đây là căn nhà màu tím. Đây à. Căn nhà gỗ này cũng có niên đại, mình nghĩ chắc cũng trên 100 năm có rồi cả nhà. Tại nhà mình nhìn cái kiến trúc mà mình thấy rất là lâu rồi đó. Đi đến thành phố này á, cả nhà dễ bắt gặp những cái cây hoa cẩm tú cầu lắm.
này là phòng cắt răng, này là nhà nghỉ, này là nhà nghỉ. Đây là chỗ bán quà lưu niệm. Ôi, từ từ bên. Ở chỗ này người ta bán phô mai với cả nhà. Phô mai, mật ong, loại bánh. Đây là nhà hàng. Ôi, chó này nãy giờ đi theo mình rồi cả nhà, đi theo mình mà nó hiền khô à. Vào ngày cuối tuần hay ngày lễ thì ở đây đông lắm, nhà nghỉ hầu như là full luôn á. Quán cà phê này đóng cửa rồi. What's your name? Oi, venga conmigo. Đi rồi mọi người ơi. Đây, xe cảnh sát này lần nào mình đi tới đây mình cũng thấy đậu chỗ này, cái đoạn này hết trơn. Đói phía xa xa đằng kia là nhà thờ đó, cái nhà thêm cái nhà thờ nữa đó. Nhà thờ đó có hơn 200 năm rồi đó. Nhìn cái mái ngói là biết rồi nha. Đây người ta có nuôi chim công nữa. Đây là một số địa điểm du lịch hay là nhà nghỉ gì đó người ta sẽ đăng ở đây, mình muốn tìm thì mình cứ xem ở đây, mình có số điện thoại mình gọi nha cả nhà. Đây là điểm du lịch đó, người ta quảng cáo. Nhà thấy thế nào cả nhà ơi? Nhà thấy thành phố này có đẹp không? Phố cổ. Ủa nó vẫn đi theo mình cho tới lúc này luôn cả nhà coi kìa. Đây là siêu thị mini. Giờ mình không biết chồng mình đã đi đâu nữa chứ. Ổng nó không đi gặp bạn ổng rồi. Để cho mình quay phim á cả nhà. Bây giờ mình quay phim mình không có đi theo ổng. Bây giờ mình không biết ổng ở đâu nữa. Đi vô đây coi trong đây có cái gì nha. Ở bên đây họ ý thức về vấn đề vệ sinh môi trường lắm cả nhà ơi. Nên là khi mà mình đi ra đường ở bên đây á, mình hiếm khi nào gặp vô rác ở trên đường lắm. Cả nhà ơi, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình đã đi dạo hết một vòng của cái thành phố nhỏ này rồi, để giới thiệu đến cả nhà thành phố ở trên núi. Hẹn gặp lại những video kỳ tới. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của hai mẹ con mình. Hôm nay không có Sam đi cùng mình cả nhà ơi.
Bye bye, chào tạm biệt.